Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giu-đê-a. Bà vào nhà ông Gia-ca-ri-a và chào bà Elizabeth. Và khi bà Elizabeth nghe lời chào của Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà. Và bà Elizabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được mẹ Chúa tôi đến viếng thăm? Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện. Và Maria nói: Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỷ trong Thiên Chúa đấng cứu độ tôi. Vì Chúa đã đối nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này, từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và danh Ngài là Thánh. Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã dung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ. Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời. Maria ở lại với bà Elizabeth độ 3 tháng, đoạn người trở về nhà mình. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay chúng ta mừng lễ trọng kính Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Lễ này có lịch sử của nó. Ngay từ thời Hội Thánh sơ khai, các giáo đoàn tiên khởi đều tôn kính Đức Maria. Thì trong lịch sử giáo hội cũng đã có những cái thánh lễ nói về cái giây phút chấm dứt cuộc đời trần thế của Đức Maria. Và ai cũng tin rằng cuộc chấm dứt này phải tốt đẹp, nhưng như thế nào thì không ai dám khẳng định. Bắt đầu từ cái thánh lễ gọi là thánh lễ an giấc của Đức Mẹ đã được long trọng cử hành ở trong giáo hội Đông Phương. Kể đến thời hoàng đế Byzantine Maurice năm 582 đến năm 602, thì hoàng đế này là người Kitô giáo, cho nên xác định lễ này vào ngày 15 tháng 8 hàng năm. Mãi đến thế kỷ thứ 7, thánh lễ này
lễ mẹ Maria hồn xác lên trời mới du nhập vào giáo hội Tây Phương của chúng ta. Và ngày 1 tháng 11 năm 1950, Đức Pio thứ 12 long trọng tuyên bố chính điều Đức Mẹ hồn xác về trời. Và ý nghĩa của việc Đức Mẹ hồn xác về trời là như thế nào? Mừng lễ Mẹ Maria hồn xác về trời là cái cách để mỗi người chúng ta là những người Kitô hữu ca mừng những điều kỳ diệu mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi Đức Maria. Điều kỳ diệu đó là Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, ơn được lên trời cả hồn lẫn xác là do sự kiện Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Cho nên Thiên Chúa đã gìn giữ cho khỏi hư nát trong mồ, thân xác đã cưu mang con của người, và Mẹ đã sinh ra cho thế gian chúng ta đấng ban sự sống. Được làm Mẹ Thiên Chúa đã là một hồng ân cho cả cái thế giới này. Thì việc Đức Mẹ Maria lên trời cả hồn lẫn xác cũng khai mở cho nhân loại chúng ta sau này sẽ được về trời với Chúa cả hồn lẫn xác như vậy. Cho nên mừng lễ Đức Mẹ hồn xác về trời là cách chúng ta ngắm nhìn Đức Mẹ là người hướng dẫn, nâng đỡ cái niềm hy vọng của dân Chúa là chúng ta đang còn lữ hành ở trên thế gian này. Thử hỏi mỗi người chúng ta có thể rút ra được những bài học nào trong cái mầu nhiệm đức tin này, trong tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời này? Đó là những bài học mà Đức Mẹ đã đưa ra cho chúng ta khi Mẹ hiện ra tại Fatima để được hồn xác lên trời, thì phải cầu nguyện, hy sinh, ăn năn đền tội cho chính mình, cho các tội nhân đáng thương đang xúc phạm đến Thiên Chúa. Tại sao và có ý nghĩa gì? Bởi vì Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời là một cái lời hứa. Lời hứa là chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với điều kiện là chúng ta phải cầu nguyện theo lời Mẹ dạy, cầu nguyện. Bởi vì không cầu nguyện thì chúng ta không thể nào trung thành phục vụ Thiên Chúa. Không cầu nguyện thì chúng ta ngày càng xa Chúa. Cầu nguyện làm cho mỗi người chúng ta kết hợp với Chúa, gần gũi Chúa. Gần gũi Chúa làm cho chúng ta xa, xa cái bóng đêm của tội lỗi. Kế đến, Đức Maria hồn xác lên trời là một cái lời hứa. Chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với cái điều kiện thứ hai, theo lời Mẹ dạy, đó là chúng ta phải hy sinh. Không có một hy sinh nhỏ nhất nào trong những hy sinh mà chúng ta thực hiện trong cái việc mà chúng ta từ khước những cái lỗi lầm, những cái thú vui của thể xác mà lại trái ý Thiên Chúa cả. Bằng cách ngay từ bây giờ chúng ta từ bỏ những gì chúng ta ưa thích. Những gì chúng ta ưa thích là cái gì? Thưa, đó là tội lỗi. Và hy sinh cũng bằng cách là ngay từ bây giờ chúng ta chịu đựng những cái đau đớn. Để làm chi? Chịu đựng những cái đau đớn hy sinh này để làm hài lòng Thiên Chúa. Có thế chúng ta mới hy vọng hưởng phúc thiên đàng với Chúa và Mẹ Maria cả hồn lẫn xác ở đời sau. Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời là một cái lời hứa cho chúng ta sẽ được phục sinh vinh hiển với cái điều kiện thứ ba theo lời Mẹ dạy, đó là chúng ta phải sám hối.
Thông điệp Đức Maria hồn xác lên trời là một lời mời gọi hãy ăn năn sám hối. Đức Giáo hoàng Pio thứ 12 bày tỏ niềm hy vọng rằng vinh quang mới đối với mẹ Maria sẽ mang lại cho loài người chúng ta một cái tinh thần sám hối. Tại sao? Chúng ta suy nghĩ kỹ lại đi. Có sám hối mới thấy mình là người tội lỗi. Có sám hối thấy mình có tội nên mới tỉnh thức xin ơn tha thứ, chờ Chúa đến. Còn ngược lại, người không sám hối thì không thấy mình có tội nên sống dửng dưng, thờ ơ đối với Chúa, thờ ơ đối với anh chị em của mình, không tỉnh thức. Chính vì thế, không sám hối thì sẽ trở tay không kịp khi Chúa gọi về. Cho nên, nếu chúng ta hy vọng được sống đời đời với Chúa, thì ngay giờ đây chúng ta phải noi gương bắt chước các nhân đức của mẹ Maria, nghe lời khuyên của mẹ như chúng ta mới vừa liệt kê, thì chúng ta mới hy vọng được sống đời đời với Chúa. Nếp sống của mẹ vẫn là mẫu gương hoàn thiện cho cuộc đời chúng ta. Mẹ dạy đơn sơ trong tin tưởng, vững vàng trong đức cậy và xả kỹ vị tha trong đức mến, mến Chúa yêu người. Thêm một cái điều nữa, đó là chúng ta không phải chỉ cầu nguyện hy sinh và sám hối mà còn hy vọng được sống với mẹ trong vinh quang thiên đàng. Nên nhớ, sự vinh quang hiện nay của mẹ không ngăn cản mẹ nghiêng về phía chúng ta như một người mẹ đối với con cái của mẹ. Bởi vì theo cái lời trói của Chúa Giêsu ở trên thập giá, Chúa Giêsu trói với mẹ đại diện cho nhân loại là Thánh Gioan: đây là con của mẹ. Và nói với mẹ: đây là mẹ. Nói với Thánh Gioan: đây là mẹ của con. Từ đó chúng ta suy ra rằng vai trò đặc biệt duy nhất của mẹ trên trời là luôn luôn vẫn chú tâm đến con cái của mẹ đang sống ở trần gian. Chính vì thế chúng ta phải năng đến với mẹ, cầu nguyện với mẹ mà không còn sợ hãi. Thưa anh chị em, theo tinh thần của việc cử hành phụng vụ này trong giáo hội, Đức Maria được trao tước hiệu là mẹ của giáo hội nhiều thế kỷ. Và đặc biệt là vào năm 2018, Đức Thánh Cha Francisco đã ấn định một ngày lễ cho cái tước hiệu mẹ Maria là mẹ của giáo hội vào ngày thứ hai sau lễ hiện xuống. Đức Giáo hoàng đã ký sắc lệnh này vào ngày 11 tháng 2 năm 2018, nhân kỷ niệm 160 năm ngày Đức Mẹ hiện ra tại Lộ Đức. Ước gì trong bí tích thánh thể này, nơi mà mỗi người chúng ta được quy tụ qua sự hiện diện của Chúa trong mình và trong máu của người, gìn giữ mỗi người chúng ta gần gũi với mẹ của người, đấng đã cùng người vào vinh quang trên trời. Và chắc chắn rằng mỗi người chúng ta hãy âm thầm mong ước ở trong lòng mình rằng một ngày nào đó chúng con sẽ được gặp mẹ ở trên thiên đàng.